Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dững. Thì bữa nay là ngày 31 tháng 1 năm 2024, mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn nha các bạn. Thì bữa nay giá xài xanh thu mua tại vườn là xanh nhất là 21.000, xanh nhì là 11.000, xài vàng nhất 35, vàng nhì 15. Còn xài Đài Loan đỏ thì cũng giá nhận vậy các bạn ơi. Nhất 48, nhì 25 nha. Còn hiện tại giá xài các chu thu mua tại vườn thì giá dao động là từ 20 cho tới 22.000 xu đó. Mà hiện tại thì đa phần nhà vườn chờ tới 25 mới bán các bạn đó. Thì qua chợ ông Táo rồi à. Bữa nay 21 rồi các bạn, 21, 23. Thì nói chung thì nếu mà bán ông Táo là mấy ngày nay rồi đó. Rồi qua đợt này thường thì nhà vườn xài người ta sẽ neo tới 25. Còn cá quả lọc bữa nay thì nói chung mình tạm ngưng cá quả lọc nha các bạn. Hiện tại số lượng cá lọc quá nhiều đó. Thì giá nó cũng nằm ở mức giá đó thôi. Còn về Đài Loan, xài Đài Loan mà hôm qua mình thông báo các bạn là 22 âm lịch ngưng. Thì một vựa ngưng nha. Còn mấy vựa kia thì nó còn ăn. Nên bên mình có thể là sẽ tiếp tục mua Đài Loan, tiếp tục mua nữa các bạn. Đó, các bạn cứ yên tâm nha. Thì anh em nhà vườn nào có xài Đài Loan thì cứ liên hệ mình. Thì bên cạnh mà cập nhật giá xài thì mình có bán túi bao xài đầy đủ các loại nha các bạn. Và đặc biệt là bên mình có luôn cái túi bao xài cốc nha. Đó. Xài cốc các bạn. Tại vì cũng năm rồi cũng có một chỗ hợp tác xã đó, hỏi là có túi bao xài cốc hay không. Tất nhiên là kích thước nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ ngợi ra. Thì bên mình cũng có cung cấp luôn túi bao xài cốc nha các bạn. Nếu mà nhà vườn nào mà bao vàng á, đặc biệt là bao vàng mà dính ngay cái đợt Tết này, nếu qua Tết mà trễ thì nếu mà mua thì các bạn mua sớm nha, để tới như những ngày cận Tết là 29, 30, 1, 2, 3 rồi các bạn, nhiều khi là các bạn mua không có nha. Nhưng mà thì ở đây mình nếu mà những ngày đó mà các bạn đến tại kho lấy hàng thì bên mình sẽ hỗ trợ là giao nha. Nói chung thì các bạn muốn đặt hay là muốn lấy hàng gì đó thì cứ phải điện trước các bạn đó, tại vì ngay Tết nó thời gian nghỉ Tết thì nó cũng lu bu. Thì mình xin nhắc lại giá xài Đài Loan thu mua tại vườn hôm nay: xài xanh nhất là 21, xanh nhì 11, xài vàng nhất 35, vàng nhì 15, xài Đài Loan đỏ nhất 48, nhì 25. Đó là giá thu mua tại vườn nha. Còn giá xài cát chu thu mua tại vườn giá dao động từ 20 tới 22.000, xanh vàng thì trên lệch 1.000 đó. Thì video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.